Hello cả nhà, lại là Hương đây. Hôm nay Hương mua được một cái trứng đà điểu nha mọi người. To trời đá luôn nè. Wow. To hơn cả cái mặt Hương luôn ấy. Giờ đi lột nha. Trứng này là tầm 1.4 nha mọi người. Hương mua thì cái chị bán chị kêu là cái trứng này là 1.4 nè. Bây giờ sẽ đi lột em này thôi. Và sẽ còn bỏ đi ha. Đây nè mọi người, Hương sẽ cho vô cái nồi như thế này nè để luộc nha. Cái nồi này thì nó làm nướng nó tới đây. Lát nữa gần chín thì Hương sẽ trở mặt lại nha. Bây giờ đẩy nó, đẩy nắp vô thôi. Nghe kêu là luộc trong vòng 1:30 á mọi người. Tiên tiên, đây nè mọi người, sau 1:30 thì Hương hy vọng là cái trứng của Hương đó nó sẽ chín nha. Khá là bự luôn nè. Một miếng nước để lấy sức mọi người. To quá, Hương không biết là Hương có ăn hết nổi cái trứng này. Wow, còn nóng nha. Cái trứng này là nặng 1.4 nè. Bây giờ Hương đập thử nha. Hy vọng là đừng bỡ cái bàn thôi. Cầm tay đây mọi người. Nóng quá. Nóng quá. Ê, nước nước rồi nè. Cuối cùng nó cũng đã chín đó mọi người. Nó chín cho nên là nó mới nứt ra như thế này nè. Wow. Phải nói là cái vỏ khá là quá dày luôn nha. Đây. Không biết chín cho ta. Cảm giác cái này nó mềm mềm ấy. Chín chưa nhỉ? Đây mọi người nghĩ là chín chưa bà? Hương lắc nó còn rung rung nha. Wow. Trứng đà điểu lộn nha mọi người. Lộn luôn rồi nè. Lộn luôn rồi nè. Trời lâu quá nó lộn luôn. Cho mọi người xem nè, cái bàn trứng này là trứng lộn nè. Trứng này là lộn nha. Trứng lộn. Ui, cái lớp màng này khá là dày nè. Này nó có con mắt nè. Đây, cho mọi người xem. Cái này là con mắt chứ là gì. Đó, thấy không? Mẹ ăn trứng lộn luôn. Nóng nha. Nghe tiếng động tưởng ai ra mọi người. Nhưng mà thật ra hôm nay Hương ở nhà có một mình nè. Không có ai chết chết. Wow. Đây nè. Trứng lộn luôn. Nước nè mọi người. Nước nè. Nước nè. Wow. Béo nha. Trong đỏ nè. Ngập mặt luôn. Ngập mặt luôn á. Wow. Nhiều quá. Nhiều trong đỏ quá. Nhẹn. Nhiều quá bằng nhẹn. Bị nghẹn đó mọi người. Tại vì cái lòng đỏ nó nhiều quá. Wow. Quá trời.
dày quá. Cơm trắng nè. Khá là bự. Trong đỏ nhiều. Ăn bị nghẹn nha. Phải uống nước mọi người. Không uống nước là sẽ bị nghẹn ấy. Tại vì trong đỏ nhiều. Ngọt bóp dày trong trắng nữa. Không được là 1 tiếng rưỡi đúng không? Nếu mà mọi người muốn mà cái trứng mà lòng đào vừa phải ấy, thì tôi nghĩ là luộc tầm khoảng là 1 tiếng 15 phút thôi thì trứng sẽ lòng đào ấy, ăn nó sẽ ngon hơn, húp cái lòng đào ấy. Mà Hương lỡ tay không luộc chín mà, tại vì canh không được giờ á, 9:30, 11 giờ, 10 giờ 1 tiếng rưỡi. Làm sao không sẽ luộc lòng đào mọi người. Thật sự là không ăn được nữa. Tại bởi cái lòng này nó nhiều quá. Chắc là Hương xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.